Mấy cái con chim hải âu này á, nó dạng lắm cả nhà. Nó mọi người thấy không, nó tới cái bàn á và đòi đòi nó kiếm thức ăn, rồi có khi á thì nó cướp thức ăn trên tay của mình luôn á. Chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã tiếp tục theo dõi kênh của Linh. Cái clip này á là cái clip tiếp theo của cái clip mà đu cano. Thì tụi Linh đang đi vào khách sạn cất hành lý, ăn sáng và lấy phòng. Đây á là cái sảnh hotel. Ở chỗ này Linh thấy không có lớn lắm, cũng không có phải là rất là đẹp. Không biết trên phòng nó như thế nào ha. Giờ không có ai ở trong hồ bơi cho nên Linh quay được. Cái hồ bơi này nhỏ xíu à. Linh nghĩ là hai người thì sẽ dễ dàng bơi, nhưng mà nếu mà có một group nhiều người thì sẽ không sử dụng được đâu. Nhưng mà bây giờ thì vắng cho nên Linh sẽ quay cho mọi người coi. Coi nè, đây là cái bãi mà mình chơi cái gì nè, chơi chơi lướt sóng đó mọi người. Đó, nhìn thấy ra ngoài luôn. Nói chung là cái view ở đây rất là đẹp, nhưng mà nó không phải là mở, cái view mở, tại vì nếu mà cái view mở chịu không nổi đâu. Linh mới mở cửa sổ đi ra ngoài thì thấy đã rất là Đây là cái chỗ mà mình ăn sáng, thì Linh thấy là có kiwi nè, rồi bánh mì, đủ loại bánh mì hết. Họ đang bỏ bánh mì sừng trâu vào nè. Thì hồi nãy Linh thấy có rượu nữa. Hồi sáng sớm không biết ai uống rượu nữa nha. Còn có hồi hun khói nè, rồi các loại phô mát và có xúc xích nữa cả nhà. Ở phía này á, thì có yogurt, có vài loại yogurt và cái gọi là cái ngũ cốc để bỏ vào. Thì Linh sẽ ăn sáng bằng cái loại ngũ cốc này. Và bên đây thì có salad. Bây giờ Linh quen hay sao á, Linh không có ăn sáng nặng được. Linh chỉ ăn sáng giống như là yogurt thôi, chứ không ăn giống như là hủ tiếu hoặc là mấy cái món mặn. This is my breakfast. I got yogurt, ice, tomato and cucumber. I think that is enough for now to lunch. Tụi Linh đang đi ra bãi biển để tham gia các khóa học lướt sóng. Thì Linh thấy ở đây có nhiều hoạt động trên biển, giống như là mọi người đang chơi bóng chuyền nè. Cũng vui nữa ha cả nhà ha. Nếu mình đi chơi hai người thì nó lãng mạn, riêng tư. Nhưng mà đi chơi một nhóm mà thì Linh cũng thích lắm, tại vì nó vui hơn, sôi nổi hơn. We're on the way to the beach to learn surfing. So many people are playing volleyball. It's fun and happy. I think if we go just a couple, that is romantic. But with a group of friends, it's have more fun. Rồi cái chú này đang chuẩn bị chơi đây. Ngồi ghế coi. Mình xem thử coi bây giờ họ bắt đầu thì họ sẽ như thế nào nha cả nhà. Công nhận cái lực tay là phải rất là mạnh luôn á. Trời ơi, Linh thích quá, nhưng mà làm sao mà Linh có thể chịu cái lực tay như vậy nổi. Linh sợ đi nhanh nó rung máy quá, kỳ cho cả nhà xem. Cảm giác cái chú đó giống như cái chú đó giống như đem cái ghế ra ngoài biển vậy đó.
coi tự động đứng ra như thế nào nha. Linh thấy có mấy loại lần đó, cũng là đối diện với cái chú đó có người đang chạy vào á, thì cũng cầm cái vườm á cả nhà. Linh nói không có biết có đúng không nha, nếu mà không đúng thì mọi người chỉ là dùm Linh. Thì họ cầm cái vườm nhưng mà họ cầm sát vào người. Còn cái loại mà mình vừa rồi mình coi thì họ bay lên cao, giống như con diều bay lên cao. Đó mọi người thấy không, xa xa được đó đó, có cái người đang cũng chạy, nhưng mà họ cầm trên tay sát cái người luôn, chứ không phải xa như cái người này. Ai cũng đang xem thử coi là họ bắt đầu như thế nào. Đi xa lắm đó cả nhà, đi tích trong ngoài khơi luôn đó, tích thiệt là xa luôn đó. Ô rồi leo lên được rồi kìa. Ô nhìn thấy dễ dàng quá cả nhà hả. Ồ nhìn thấy dễ kinh khủng luôn á, hay ghê chưa. Ồ cái lực kéo tay, cái lực tay quá mạnh luôn cả nhà. Wow, thích ơi là thích. Cái nó rớt xuống. Thôi lên quay cả nhà cho cảnh khác cho cả nhà coi nha. Tại cái áo của Linh không có đem theo cái áo bơi á, cho nên mặc cái áo này nó bị dùng vậy nha cả nhà, chứ giá cũng dở lắm. Bây giờ là bắt đầu cái khóa học thì mọi người phải tự xách miếng ván của mình ra. Nó nặng lắm nha cả nhà, chứ không phải nhẹ đâu. Với những người mà nhỏ nhỏ con như Linh như nè thì rất là khó xách. Mình ra tới đây thì huấn luyện viên sẽ chỉ mình cách vận động như thế nào. Phải học nhiều hơn nữa nha cả nhà. Giờ đó
Linh phải gắn nó vào đây. Rồi Linh sẽ lôi nó xuống nước. Là một chút anh xã của Linh á, anh sẽ tới anh quay cho Linh. Chứ nếu không thì làm sao mà Linh quay được. Yeah, stand up. Linh ơi, our group is over there in the pink suits. Wait a moment, wait a moment! Yeah, okay! Pedal, 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 pedal! Pedal, 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 pedal! And stand! Goed gedaan hoor. Je kan stoppen, dan moet ik je gaan Ja. Đi chơi cho đã thì phải đi ăn nha cả nhà. Bây giờ Linh đi ăn trưa. Cái chỗ này á là Linh thấy một dọc nhà hàng luôn, bán rất là nhiều cá tươi. Thì Linh vào ăn thử thôi chứ chưa bao giờ vào đây hết. Mặc dù cái view nó không có đẹp vì nó nằm
ở phía sau biển, khoảng 500 mét sau cái mặt biển mà mình chơi lướt sóng hồi nãy thôi, không xa lắm. Thì Linh vào ăn thử có ngon không nha cả nhà? Linh mua hai món, cái này với là cá chiên, cái này là cocktail, họ kêu cocktail đồ biển. Tổng cộng là 8 đồng mấy cả nhà, quên rồi. Cái này ăn ngon. Công nhận ở biển thì đồ sẽ tươi, rất là tươi luôn. Linh thấy cá họ bán cũng tươi nữa. Rồi, đúng Ừ, tất cả. Cái chỗ này thì hơi xa trung tâm một chút, ở phía sau cái khách sạn của Linh ở. Còn đây á là cái cá chiên, cái cá chiên ở đây lớn lắm nha cả nhà. À, và cái chỗ này mọi người thấy á, là nó không có một cái cảnh đẹp, tại vì nó nằm sau cái cảng đó cả nhà, thì nó không có đẹp bằng cái phía biển. Nhưng mà cái phía biển giống như hồi tối Linh ăn barbecue ở của công ty của Linh á, thì Linh thấy nó dở thiệt luôn á, nó dở thiệt luôn chứ không phải là dở dừa đâu. Tại vì á, không có nêm cái gì hết trơn á, giống như bỏ tí màu vào cũng không có tí muối gì hết. Cái đó thì cũng dễ cho họ và cũng dễ cho, giống như là dễ cho những người mà người ta ăn mà người ta không chịu cái gia vị hay gì đó thì họ tự bỏ cái sao vào. Nhưng mà với Linh ăn đó thì Linh thấy rất là nhiều đồ ăn luôn mà ăn vừa ẹt thôi. Còn ở chỗ này thì cái nhà hàng này là nhà hàng thứ đầu tiên, là một nhà hàng Linh chưa có thử, cái này là cái thứ hai, còn phía bên kia có nữa nhưng mà Linh chưa có thử. Thử thử cái nhà hàng này là Linh thấy rất là ngon. Để Linh ăn thử cái miếng này để coi nha. Cái miếng này Linh coi ngon không, Linh nói cho mọi người biết luôn nha. Ngon lắm cả nhà ơi, ngon lắm. Cá tươi ơi là tươi luôn, ngon thiệt là ngon luôn. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh nha. Chúc mọi người một ngày thật vui và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Bye bye.